như đàn chim tung cánh bay về tổ ấm. Một ngày trung tuần tháng 6 năm 1988, những người công giáo Việt Nam tị nạn tại hải ngoại đã từ khắp bốn phương trên thế giới tìm về La Mã để chứng kiến một biến cố vĩ đại nhất của giáo hội công giáo Việt Nam. Ngày 19 tháng 6, ngày mà giáo hội Hoàn Vũ sẽ tôn vinh 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh để cả thế giới công giáo tôn kính. Đàn quân chúa đã từ Mỹ sang, từ Âu tới, từ Úc về, từ Phi Châu, Á Châu tìm đến. Họ đã mong chờ, đã nao nức từ hơn 2 năm qua khi được tin Đức Thánh Cha đương kim Gioan Phaolô đệ nhị quyết định phong hiển thánh cho cha ông, cho các bậc tiền bối anh hùng của họ, những người đã lấy máu đào chứng minh đức tin. Trong số đàn con chúa này có hàng ngàn người mà năm 1954 đã rời bỏ nơi sinh trưởng, tìm về miền Nam nắng ấm, để lại phía sau sản nghiệp mồ mả cha ông. Năm 1975, một lần nữa họ ngậm ngùi lìa xa quê mẹ, cúi đầu bỏ nước ra đi để bảo vệ đức tin và tự do. Mở đầu cho cuộc đại lễ phong thánh là cuộc cung nghinh linh hài các thánh tử đạo Việt Nam tại công trường Thánh Phêrô. Công trường vĩ đại này với hai hành lang vòng cung như vòng tay ôm của giáo hội mẹ giang ra, ôm đoàn con từ khắp nơi đổ về. Cuộc cung nghinh đêm nay được đặt dưới quyền chứng giám của Đức Mẹ, Nữ Vương các thánh tử đạo, Nữ Vương nước Việt Nam và của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Trước tiên, Đức ông Trần Ngọc Thụ, cáo thỉnh viên vụ án phong thánh cho 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam, nhắc nhở mọi người về tính cách quan trọng của buổi lễ đêm nay. Thưa quý cha, khắp tứ phương tập họp về nay hôm nay, kính thưa tất cả các nam nữ tu sĩ, kính thưa tất cả anh chị em giáo dân Việt Nam, có bao giờ chúng ta ngờ rằng ngày hôm nay, sau hơn 400 năm truyền đạo ở Việt Nam, từ năm 1533, vị thừa sai thứ nhất bước chân vào nước Việt Nam, có bao giờ chúng ta mơ mộng một ngày hôm nay hơn 8.000 người Việt Nam đại diện cho tất cả giáo đoàn chúng ta về đây, về tại thủ đô La Mã, dưới cánh cửa sổ của Đức Giáo Hoàng, vị đại diện của Chúa Giêsu, vị mà không có Ngài thì chúng ta không có bao giờ hy vọng có ngày phong thánh. Cầu xin Thiên Chúa ban cho tổ quốc chúng ta, ban cho các vị lãnh đạo tinh thần của chúng ta, mà chúng ta ao ước sẽ có những vị đại diện trong dịp này mà thực sự không có. Cái đó là cái dấu chỉ, là giáo hội truyền giáo của chúng ta, giáo hội Việt Nam của chúng ta còn đang tiếp tục viết những trang sử máu. Ca đoàn thuộc các cộng đoàn Roma và Tây Đức đã cất tiếng hát mời gọi mọi con cháu các thánh Việt Nam hãy hân hoan mừng kính anh hùng tử đạo. Mở đầu đoàn kiệu, một linh mục hiên ngang giơ cao tấm hình các vị thánh anh hùng. Hai bên là thánh giá đèn hầu với lọng tre rất kính cẩn. Theo sau là 50 em thiếu nhi thuộc đoàn dâng hoa từ Portland, Oregon, Hoa Kỳ, thướt tha và tươi trẻ trong bộ quốc phục trang nhã màu vàng. Trên tà áo điểm một bông hồng yêu kiều, tượng trưng cho tình yêu sắc son vào Thiên Chúa, tiền nhân đã để lại cho con cháu mà các em hãnh diện quyết nối tiếp ngày hôm nay. Theo sau các em dâng hoa, chúng ta thấy 40 nhân trụ cầm đuốc soi sáng cho đoàn kiệu. Đoàn này bật y phục theo kiểu quân lính ngày xưa thuộc đạo binh xanh, đến từ Los Angeles, California.
nếu chúng ta để ý, sẽ thấy họ là những thiếu nữ sốt sắng và cương quyết theo vết chân của tiền bối. Theo sau là kiệu hoa do các tu sinh dòng Tận Hiến phụng kiệu. Đây là kiệu đầu tiên trong bốn kiệu được cung nghinh trong buổi chiều lịch sử này. 117 bông hoa trên bàn kiệu tượng trưng cho 117 vị tử đạo được tôn phong vào sáng ngày mai. Các nữ tu đại diện cho các dòng đã từ khắp nơi tuân về, sốt sáng đi theo kiệu, tiêu biểu cho ý chí quyết nối tiếp dòng dõi các thánh tử đạo. Bàn kiệu thứ hai là kiệu hương án và sắc phong thánh, sẽ được Đức Thánh Cha tuyên đọc sáng mai. Phái đoàn giáo xứ nữ vương Việt Nam tại Port Arthur, Texas, miền Nam Hoa Kỳ, kính cẩn phụng kiệu. Đoàn vô lão uy nghi trong bộ áo thụng xanh và đoàn nữ lưu trong đồng phục màu đỏ từ cộng đồng Orange, California đến để góp phần vào đoàn phụng tế trong nghi thức sẽ được diễn ra trong giây lát. Trong khi đoàn rước đang tiến hành và tiếng nhạc vẫn vang dội cả công trường, thì Đức Thánh Cha từ cửa sổ một tòa nhà cao đã nhìn xuống. Tất cả đoàn rước và khách hành hương đều ngừng lại và vỗ tay chào đón người cha chung. Đức Thánh Cha đã giơ tay ban phép lành cho đàn con Việt Nam. Trên cỗ kiệu kế tiếp, chúng ta thấy có Di Thích Như chiếc thừng đã trói tay các vị thánh, chiếc roi lý hình dùng đánh tội nhân vân vân. Đoàn phụng kiệu này từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn đại diện cho vùng Đông Hoa Kỳ đảm trách. Gần 300 linh mục đại diện các cộng đồng trên toàn thế giới đã tụ họp nơi đây để góp sức làm vinh danh các thánh tử đạo Việt Nam và xây dựng tinh thần giáo hội Việt Nam hải ngoại. Chính của cuộc cung nghinh đó là kiệu linh hài các thánh tử đạo được che bởi hai lọng vàng do đoàn thanh niên giáo xứ Maria nữ vương Việt Nam New Orleans đại diện cho miền Đông Nam Hoa Kỳ phụng kiệu. Theo sau cỗ kiệu này là vị chủ tế của cuộc rước, đó là linh mục Việt Anh bề trên tu hội Tận Hiến và đồng thời đặc trách cuộc cung nghinh linh hài tối nay. Quê hương Việt Nam trong suốt 400 năm qua đã có gần 200.000 người quyết hy sinh mạng sống để làm vinh quang thập giá Chúa Kitô. Những thánh Nguyễn Kim Phượng thuộc tỉnh Bình Định, đồng hương của anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, những thánh Trần Văn Thiện nêu gương sống đạo ngay từ thuở thiếu thời và đã hiên ngang bước qua pháp trường
để chết cho đức tin khi vừa mới 18 tuổi đời. Những thánh Tống Viết Bường, người của miền sông Hương núi Ngự, đã nhất quyết từ chối bao dụ dỗ của vô quan, anh dũng tìm đến gươm giáo, xiềng xích và đã rơi đầu để tuyên xưng đức tin. Thánh Linh Mục Gioan Đạt đã trả lời quan tòa: "Tôi chỉ thờ một Chúa tôi và sẽ trung thành với Chúa tôi đến hơi thở cuối cùng." Và bao vị thánh khác ai cũng hân hoan chết vì đức tin, cùng với một tấm lòng rộng mở và trọn vẹn hy sinh cho danh Chúa. Khi đoàn kiệu trở về tới địa điểm hành lễ, thì Linh Mục Nguyễn Ngọc Từ, dòng Đa Minh, một dòng có nhiều vị thánh được tôn phong trong kỳ này, đã đọc một bài phúc âm và một bài suy niệm về 117 vị thánh tử đạo. Linh Mục Từ đi ngược lại dòng lịch sử, từ thời cấm cách bách hại Trịnh Doanh, thời Trịnh Sâm, thời Cảnh Thịnh, thời Minh Mạng, thời Thiệu Trị và cuối cùng là thời Tự Đức. Qua tất cả các thời đại đó, người Công giáo Việt Nam đã sống trong muôn vàn cay đắng và tủi hờn. Ai yêu tuổi sống mình thì sẽ mất, ai ghét tuổi sống mình nơi thế gian này. Tiếp theo bài suy niệm, đến phần tiến hoa lên Đức Mẹ, nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam. Trước khi các thánh nữ tiến hoa, Linh Mục Hồng Phúc thuộc Trung tâm Mục vụ Đông Nam Á Portland, Oregon đã nói về ý nghĩa cuộc tiến hoa này. Tâm mục vụ thuộc Portland, Oregon, miền Tây Bắc Hoa Kỳ đã được vinh dự tặc cử một đoàn tiến hoa 50 em thiếu nhi để dâng những bó hoa tươi lên Đức Mẹ. Đây là những bó hoa trắng, hoa vàng, hoa đỏ, hoa xanh và hoa tím, tiêu biểu cho lòng yêu mến của đoàn con cái mẹ dâng lên mẹ để ca tụng và cảm tạ mẹ đã ban cho giáo hội Việt Nam bao hồng ân, mà hồng ân lớn lao nhất là 117 vị anh hùng tử đạo sẽ được tôn phong lên hiển thánh vào sáng ngày mai tại công trường này. Người tín hữu Việt Nam có lòng sùng kính Đức Mẹ rất sâu đậm. Từ ngày xa xưa, cha ông chúng con đã chạy đến khẩn cầu Đức Mẹ để xin ơn can đảm, hầu giữ vững đức tin và trung thành với giáo hội trong các cơn bắt bớ, cấm cách. Nhiều lần, Đức Mẹ đã hiện ra, nâng đỡ, an ủi. Nhiều nơi đã ghi dấu vết Đức Mẹ hiện linh, như La Vang, Trà Kiệu. Để tỏ lòng yêu mến, cảm tạ và tôn vinh Đức Mẹ, đoàn con cái Việt Nam đã dâng hoa lên Đức Mẹ khi mỗi tháng năm về. Hình ảnh các em thơ bé, hồn nhiên, tay cầm hoa, miệng ca hát, tiến dâng lên Đức Mẹ hoa năm sắc đã in đậm trong tâm hồn chúng ta.
thúc lễ cung nghinh linh hài là phần phụng tế thánh nhân. Đây là một nghi thức tôn vinh theo truyền thống dân tộc. Nghi thức phụng tế do linh mục Trần Phúc Long chủ tế, gồm có lễ tửu vị, lễ hiến hương, lễ hiến tửu, lễ tuyên đọc sớ văn. Văn tế chư thánh tử đạo do Thi Hào Giang Sơn Tử biên soạn với những lời văn thiết tha: chúng con dòng giống Việt Nam, người cố quốc kẻ tha hương, đồng kính cẩn thiết dâng lễ vật, tỏ lòng chiêm bái, hoài niệm tri ân, khấu đầu phục vọng chư thiên linh tử đạo Việt Nam hiển thánh. Roi của Lý Hình đã rớm máu anh hùng, đoàn con xin cúi đầu tôn kính. Đến đây kết thúc phần cung nghinh các vị anh hùng tiền bối. Mọi người hân hoan ra về chuẩn bị cho ngày lịch sử 19 tháng 6 1988. Ngày Giáo hội Hoàn Vũ sẽ tôn phong 117 vị tử đạo Việt Nam. Của Giáo hội Việt Nam đã đến, giờ phút làm rung động triệu con tim Việt Nam khắp hoàn vũ.
từ một ngõ hẻm tăm tối nơi quê nhà xa ngút ngàn đến những kinh thành rực ánh sáng chốn Nam Châu, từ ánh mắt yếu ớt của một cụ già đến nụ cười hồn nhiên của một trẻ thơ, tất cả nao nức, tất cả trông chờ giờ phút trọng đại này, giờ phút mà các bậc tổ phụ tiền bối của họ, những người đã hiên ngang bước vào cõi chết để làm vinh danh Chúa Kitô, nay được vinh dự nhận lấy phần thưởng do Thiên Chúa ban cho. Ca đoàn tổng hợp Dũng Lạc hát bài Ngày Vinh Thắng, và vào đúng 8:30 sáng thì Đức Thánh Cha và đồng tế đoàn từ từ tiến ra. Đức Thánh Cha trong phẩm phục màu đỏ giơ tay chúc lành cho mọi người. Trong khi đó, ca đoàn Sistina của Tòa Thánh hát bài nhập lễ với lời ca: Các bạn hãy nếm thử xem Chúa tốt lành dường bao, như người cha thương yêu thầy thế nào thì thầy cũng thương yêu các con như vậy. Đại lễ phong thánh cho 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam đang được mở đầu với sự chủ tế của Đức Thánh Cha đương kim Gioan Phaolô đệ nhị và sự đồng tế của Đức Hồng y Joseph Tomko, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Hồng y Caprio, Thống đốc Vatican, là người mà cuối thập niên 1950 đã là khâm sứ tòa thánh tại miền Nam Việt Nam. Ngoài ra còn có thêm Đức Giám mục Anton Nguyễn Văn Thiện, các đức ông Trần Văn Hoài, Nguyễn Văn Phương, Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Lật Tân, Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Linh mục bề trên Tổng quyền dòng Đa Minh, Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Linh mục bề trên Tổng quyền Hội thừa Sai Ba Lê, cùng với sự hiện diện của 20 Hồng y, 40 Tổng Giám mục và Giám mục cùng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Đoàn giúp lễ gồm 13 chủng sinh, 6 thầy Việt Nam thuộc trường truyền giáo, 7 thầy gốc Pháp và Tây Ban Nha. Đây là một biến cố lịch sử vĩ đại nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam, trẻ trung mà kiên cường, nhỏ bé mà anh dũng. Bởi mới gần 400 năm qua, Giáo hội đã cung hiến cho danh Chúa gần 200.000 chứng tá, những vị đã tự nguyện lấy máu đào và mạng sống để tuyên xưng và bảo vệ đức tin. Hôm nay đây, trước hoàn vũ, 117 vị trong số gần 200.000 chính tá này được tôn lên hàng hiển thánh. Đây là giờ phút huy hoàng, giờ phút của chiến thắng, giờ phút mở hội hân hoan của 100.000 bông hoa đầu mùa, giờ phút mà tiếng nhạc oai hùng đang vang khắp trời bao la để ca tụng lòng hiếu trung, đã chẳng nề gương giáo hay đầu rơi, chẳng quản xiềng xích hay tù đầy, chẳng sợ đớn đau hay máu đổ, hầu nói lên dạ trung kiên với Thiên Chúa, nói lên lòng sắt son với đức tin. Trong số 117 vị anh hùng tử đạo được tôn phong hôm nay, gồm có 8 vị giám mục, 50 linh mục, 1 chủng sinh, 16 thầy giảng và 42 giáo dân. Tất cả 117 vị thánh này đã bị trảm khuyết hoặc giết chết dưới hình thức khác nhau. 2 vị bị xử dưới thời Trịnh Doanh 1740-1767, 2 vị bị xử dưới thời Trịnh Sâm 1767-1782, 2 vị bị xử dưới thời Cảnh Thịnh 1782-1802, 58 vị bị xử dưới thời Minh Mạng 1820-1840, 3 vị bị xử dưới thời Thiệu Trị 1840-1847 và 50 vị bị xử dưới thời Tự Đức 1847-1883.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Alleluia. Pax vobis. Đức Thánh Cha mở đầu thánh lễ bằng lời chào phụng vụ đặc biệt sau đây. Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội lữ hành trên trần thế tôn vinh Chúa và biểu lộ ơn gọi nên thánh của mình khi ghi vào sổ bộ vô tận các thánh tên 117 vị tử đạo tại Việt Nam. Tuy con số này chỉ tượng trưng một phần nhỏ đám đông lớn lao những anh chị em đã đổ máu ra để minh chứng đức tin vào Chúa Kitô và giáo hội tại miền Viễn Đông, một giáo hội rất thân yêu nơi con tim chúng ta. Gương của các vị thánh này mời gọi chúng ta giờ đây kiểm điểm lại đức tin và tình yêu của mình đối với Chúa Kitô và với giáo hội của Ngài, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Nostro amore a Cristo e alla sua Chiesa per essere degni di celebrare i santi misteri. Sau kinh thương xót, bắt đầu lễ nghi phong thánh. Đức Hồng Y Palasini, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cùng với vị trạng sư của cơ mật viện và các vị cáo thỉnh viên của vụ án phong thánh tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha, xin Đức Thánh Cha cử hành nghi thức phong thánh. Đức Hồng Y cũng đọc qua tiểu sử của 117 vị tử đạo sắp được tôn phong lên hàng hiền thánh. Kính thưa Đức Thánh Cha, giáo hội là mẹ xin Đức Thánh Cha ghi tên Trần Phước An Vê Dũng Lạc, Linh Mục, Thomas Thiện và Emmanuel Lê Phụng, giáo dân, Girolamo Hermosia và Valentino Bello Chua, hai giám mục dòng Đa Minh và sáu giám mục khác, Theophan Vena, Linh Mục Hội Thừa Sai Paris và 105 bạn tử đạo Việt Nam vào sổ bộ các thánh và được các giáo hữu kêu cầu dưới danh hiệu hiển thánh. Kính thưa Đức Thánh Cha, trên mảnh đất đã gieo nhiều hạt giống đẫm máu, mảnh đất đó càng phát sinh nhiều vị tử đạo, và rồi hạt giống đó sẽ kết thành mùa lúa vàng của giáo hội. Các thánh tử đạo chết đi càng là chứng nhân cho Chúa Kitô hơn là lúc còn bình sinh. Ngày nay các ngài vẫn còn đang nói, vẫn còn giảng thuyết, miệng lưỡi tuy im bặt, nhưng bao nhiêu sự việc còn vang dội sâu xa. Lời suy niệm trên đây của Thánh Augustino đã áp dụng trong niên lịch phụng vụ ngày 19 tháng 6, lễ kính hai thánh Gervasio và Protasio tử đạo thành Milan. Hôm nay có thể trưng lại vì rất thích hợp với niên hiệu và lễ nghi tôn vinh 117 vị thánh khác, cũng là huynh đệ trong đức tin và trong tử nạn. Trước đây suốt thời gian từ 1745 đến 1862 đã hy sinh mạng sống trong vùng Đông Nam Á Châu, hồi đó gọi là Tonkin, An Nam và Cochinchina. Máu của các ngài cũng như máu của từng ngàn anh em khác hôm nay đã kết thành mùa lúa vàng cho giáo hội Việt Nam. Là cha mẹ trong đức tin, tám vị giám mục Tây Ban Nha và Pháp đã sinh các vị khác trong Chúa Kitô, y như lời Thánh Kinh, đã là chứng nhân xứng đáng cho lời mình rao giảng bằng khổ hình, bằng thập giá. Và theo chân Chúa Kitô bị chăn chiên tối cao nhân từ, các ngài thật là gương mẫu cho đoàn chiên. 50 linh mục, 13 Âu Châu, 37 Việt Nam cùng đứng trong hàng ngũ mục vụ rao giảng lời Chúa và cùng chịu xiềng xích lao tù, đã lấy xương máu để hoàn tất nhiệm vụ thực thi các bí tích, đúng là những cộng tác viên của hàng giám mục, tức là những người phân phát máu con chiên vô tội, chính là máu đã thánh hóa bản thân các ngài. Con số 59 giáo dân thuộc nhiều tầng lớp xã hội, hầu hết là những gia trưởng, một số là thầy giảng giáo lý. Hồi xưa trong các gia đình, trong các cộng đoàn đã sống chu đáo, đã là chứng nhân cho bí tích thanh tẩy bằng nước, bằng thánh linh,
ra bằng lửa. Kính thưa Đức Thánh Cha, con số 117 vị này sắp được Đức Thánh Cha quyết nghị đưa lên hàng danh dự và được tôn phong lên phẩm hàm các thánh tử đạo, vẫn được toàn thể giáo hội tôn kính. Với các ngài cũng như với con cháu các ngài, giờ đây văng vẳng dội lại lời Thánh Phêrô khuyên nhủ: nếu ai trong anh em phải chịu khổ hình vì mình là Kitô hữu, thì đừng có xấu hổ thẹn thùng, nhưng phải hiên ngang tôn vinh Thiên Chúa vì danh hiệu đó. Trong quãng trường linh thiêng này, bên cạnh mồ vị tiên chủ các thánh tông đồ, hiện đang có mặt 8.000 giáo dân Việt Nam từ khắp năm châu bốn bể tập trung về đây. Họ ngước mắt và trong tay như đang cầm ngành thiên tuế, họ nhìn lên các vị đồng hương tiên tổ sắp đón nhận vòng hoa chiến thắng dành cho các vĩ nhân anh tài. Chung quanh họ có 8.000 giáo dân Tây Ban Nha và 3.000 giáo dân Pháp, tất cả là anh em kết nghĩa trong Chúa Kitô, cũng như giáo dân hai quốc gia này là anh em của những vị thừa sai hồi xưa đã mang danh Chúa Giêsu, có thần lực cứu rỗi nhân loại, giao giảng trên khắp lãnh thổ xa xăm Việt Nam. Trong số đó có những người con của Thánh Đa Minh, 34 vị trong tổng số là người Tây Ban Nha và Việt Nam, hồi xưa đã nhập dòng anh em thuyết giáo theo đúng danh xưng của họ. Trong số đó có 10 thành viên của hội thừa sai Ba Lê. Trên những địa hạt hồi xưa được trao phó cho hội dòng thừa sai nói trên, từ năm 1960 đã thành lập 25 giáo phận. Số người công giáo hiện nay xấp xỉ 6 triệu giáo dân. Tất cả cộng đoàn này, trong cũng như ngoài nước, đang tiến bước hùng mạnh, phấn khởi. Họ sát cánh trên đường đi về tổ quốc trường sinh, vĩnh cửu, là vì họ sắp tiến vào lời giáo huấn của Thánh Phaolô. Từ nay, được cả khối chứng nhân đông đảo như thế nâng đỡ, họ kiên trì chấp nhận cuộc thi đua đã khởi xướng. Từ nay, nhìn lên Chúa Giêsu, vị tiên phong ban pháp đức tin, cũng là vị hướng dẫn đưa tới đức tin hoàn hảo, thay vì hưởng niềm hân hoan vẫn có. Ngài đã giang tay ôm lấy thập giá, và hiện giờ đang ngự bên hữu ngôi tòa Thiên Chúa. Sau khi nghe lời xin của Đức Hồng Y Bộ trưởng Phong Thánh, một vị giám chức trả lời nhân danh Đức Thánh Cha mời mọi người cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa và các thánh. Đức Thánh Cha và đoàn đồng tế quỳ xuống, kính cẩn xin các thánh phù hộ cho giáo hội trần thế mà Ngài làm đầu trong quyết định quan trọng sắp diễn ra tại đây. Cử chỉ chân thành và cảm động này nói lên tính chất thông công của giáo hội công giáo.
Sau khi hát kinh cầu, mọi người vẫn quỳ, trong khi đó Đức Thánh Cha đứng dậy và kết thúc kinh cầu của cộng đoàn với lời nguyện sau đây. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời dân Chúa cầu xin và xin chiếu rọi ánh sáng của Thánh Thần Chúa vào tâm trí chúng con, để việc phụng thờ của chúng con làm đẹp lòng Chúa và cho giáo hội được thêm phát triển. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đây là giây phút quan trọng nhất của buổi lễ, giây phút Đức Thánh Cha ngồi trên ngai của Thánh Phêrô tuyên bố sắc phong thánh cho 117 anh hùng tử đạo Việt Nam. Ad honorem sancte et individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholice, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, để phát huy đức tin Công giáo và để đời sống Kitô được tăng trưởng, với quyền của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và của riêng tôi, sau khi đã suy nghĩ chín chắn cũng như đã nhiều lần cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa và tham khảo ý kiến của nhiều anh em trong hàng giám mục, tôi quyết định tuyên bố: Beatus Andream Dung Lạc, chân phước Andre Dũng Lạc, linh mục Tô Ma Thiện và Emmanuel Phục, giáo dân Girolamo Hermosilla và Valentino Berio Ochoa, hai giám mục dòng Đa Minh và sáu giám mục khác, Teofan Vena, linh mục hội tử sai Paris và 105 bạn tử đạo Việt Nam, là những vị thánh và các ngài được liệt kể vào sổ các thánh. Tôi quyết định rằng giáo hữu trong toàn thể giáo hội sốt sáng mừng tính các ngài như các thánh tử đạo, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cùng với vị trạng sư của cơ mật viện và các vị cáo thỉnh viên lại tiến lên gần Đức Thánh Cha ngồi ở tòa và cảm ơn Ngài như sau. Beatissime Pater, nomine sante Ecclesiae, kính thưa Đức Thánh Cha, nhân danh toàn thể giáo hội, con xin cảm ơn Đức Thánh Cha đã cử hành nghi lễ phong thánh này. Cúi xin Đức Thánh Cha thương ban lệnh để công bố một công thư về việc phong thánh này. Đức Thánh Cha nói: Ta quyết định như thế. Thank you.
gloria in excelsis Deo. Bước sang phần phụng vụ lời Chúa, bài đọc thứ nhất do bà Phạm Thị Tố Trâm thuộc Cộng đồng Công giáo Việt Nam Anh Quốc tuyên đọc. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an, và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trong của các ngài cũng không chết. Phần đáp ca được trích từ Thánh Vịnh 125. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hôm nay, được hát bằng tiếng Pháp. Moissonne ton en chantant, ce qui sème dans les larmes. Moissonne ton en chantant. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Ce bài phúc âm theo Thánh Matthew do thầy phó tế Doan Nguyễn Văn Đích thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê hát bằng tiếng Latin. In illo tempore dixit Jesus discipulis suis, các con sẽ bị điệu đến trước mặt vua quan vì danh Thầy. Các con sẽ làm chứng nhân của Thầy trước mặt các quyền chức. Et in synagogi suis flagellabunt vos, et ad reges ducemini poter me, in testimonium in lis et gentibus. Ecto catam afeon agio evangelio, to anagnos mam. Bài phúc âm trên đây cũng được đọc lại bằng tiếng Hy Lạp, tức nguyên bản của các sách phúc âm. Đây là một quy luật trong các nghi lễ phong thánh để trọn vẹn tôn vinh lời Chúa. Paradosus in garimasi sinedria, quente synagoges afton mastigosus inimas, que pige monas de que vasilis actitheste, bene que nemu, is martirion aftis que tis ethnes in. Trong bài cuốn từ rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha có đoạn: ai là người tín hữu đều ý thức rằng lời kêu gọi của tin mừng là phải tuân phục các thể chế loài người để tôn thờ tình yêu Thiên Chúa bằng cách làm việc thiện, sống xứng đáng con người tự do, kiên nể tha nhân, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng công quyền và thể chế quốc gia. Que l'on se comporte en homme libre, que l'on respecte tout le monde, que l'on aime ses frères, que l'on craigne Dieu, qu'on honore les autorités et les institutions publiques. La recherche. Trước đó, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chào mừng toàn thể giáo hội Việt Nam và chào hỏi dân tộc Việt Nam, cũng như chúc dân tộc Việt Nam trong sự an lành,
Đức Thánh Cha cũng muốn nhân cơ hội này nói lên nỗi thiện cảm đầy ưu ái mà Ngài muốn hướng về Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn, Tổng Giám mục Hà Nội và các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam. Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói những lời chúc bằng tiếng Việt Nam. Chào dân Việt Nam, thân mến. Cha quý lỗi, cha chung con, tu bún phong trôi, thôn về làm ạ. Vinh gai hàng hoàng, mung chú thang tu đạo, vinh chú qua giáo hội, chung con hôm nay, xin chiến chúa, chúc lắng, chúa chung con. Và cha cao chúc, chúa chung con, sống sung đàn, đôi sống, con cháu các vị anh hùng. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha sướng kinh Tin Kính và ca đoàn Sistina cùng với cộng đoàn tuyên xưng đức tin. Tin Kính trong bối cảnh lịch sử của Giáo hội Việt Nam hôm nay đã nói lên một ý nghĩa trọng đại. Bởi chính Tin Kính vào Thiên Chúa Ba Ngôi và Giáo hội mà các thánh tử đạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống mình. Sang phần phụng vụ thánh thể, một đoàn người gồm 16 tín hữu tiến lên trước Đức Thánh Cha để dâng lễ vật. Cộng đoàn Việt Nam đã dâng 3 chén lễ và 3 áo lễ. Hai em bé mặc quốc phục Việt Nam tặng hoa Đức Thánh Cha. Cộng đoàn Tây Ban Nha miền Bắc tặng Đức Thánh Cha một mầm cây Wetnica, đặc biệt tại Iscadia, tượng trưng cho niềm khao khát hòa bình tại vùng Bắc cũng như tại Việt Nam. Gia đình dòng Đa Minh cử một nam và một nữ tu Đa Minh dâng một bức tranh họa một nhà thờ ở Sài Gòn dâng kính các thánh tử đạo. Cộng đoàn tín hữu Pháp cũng dâng tặng Đức Thánh Cha một bức tranh và một số đồ vật khác.
Trong lúc dâng lễ Phật, ca đoàn Sistina hợp xướng bài phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Ca đoàn tổng hợp Dũng Lạc sau đó đã hợp ca bài ca khúc Trầm Hương. Đến đây, bầu trời Roma bỗng u ám trở lại, từng cụm mây đen tụ lại trên quảng trường Thánh Phêrô và sấm chớp đe dọa mưa lớn, và mưa đã bắt đầu nhẹ hạt. Mấy chục ngàn thân xin hồi hộp trong lời cầu nguyện. Các nhân viên tòa thánh đã đem phương du để che mưa cho Đức Thánh Cha và bàn thờ. Những người đem theo dù đã phải mở ra, nhiều người đã phải chạy vào trú ẩn nơi hành lang, nhưng đa số vẫn vững vàng trong niềm tin. Cuối cùng, những cơn mây đen tối trôi đi, sấm sét im tiếng và tạnh mưa, trời Roma trong sáng trở lại, như một phép lạ của các vị tử đạo Việt Nam vừa được tôn phong hiển thánh. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens,
accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testament, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis de multitudine miserationem tuam sperantibus partem aliquam et societatem donare vieris cum tuis santis apostolit et martyribus offerte vobis pacem. Trong phần chúc bình an giữa các con cái Chúa cho nhau, Đức Thánh Cha đã âu yếm chúc Đức Cha Thiện và Đức Ông Hoài, và qua đó đến từng con cái các vị tử đạo Việt Nam. Một 150 linh mục gồm 50 Việt Nam, 50 Pháp và 50 Tây Ban Nha mang mình Thánh Chúa phân phát cho các tín hữu. Trong khi đó Đức Thánh Cha cho 100 tín hữu, trong đó có 40 người Việt Nam được rước lễ. Ca đoàn Sistina chổi bài: Lạy Chúa, Chúa đã ban huấn lệnh để chúng con tuân giữ cẩn thận. Phúc cho người liêm khiết biết tuân theo luật Chúa. Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử giáo hội Công giáo, đã dành rất nhiều thời giờ đến tận hang cùng ngõ hẻm khắp nơi trên thế giới để thăm viếng và ủi an con cái Chúa. Ngài có mặt tại Phi Châu để chia sẻ những thiếu thốn, những vất vả, những bơ vơ của con cái. Ngài đến Trung Mỹ để hàn gắn những vết thương, những đau xót. Ngài về Á Châu để ủi an, để làm dịu bớt những đau chia lìa. Tình yêu thương của vị chủ chiên trên 800 triệu con chiên đã được thể hiện và chứng minh qua sự tìm đến này. Với giáo dân Việt Nam hôm nay, như trong bài thuyết giảng của Ngài lúc đầu lễ, Ngài rất am hiểu tâm tư chúng ta. Ngài đau buồn về sự vắng mặt trong đại lễ phong thánh hôm nay của các vị hồng y, giám mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam, là những con cái mà Đức Thánh Cha hết lòng yêu thương và ngưỡng phục về lòng quả cảm, đức hy sinh, dạ sắt son của các vị này đối với Thiên Chúa và giáo hội. Đức Thánh Cha hằng mong ước những người con yêu mến này có mặt trong đại lễ hôm nay để Ngài được cùng chia sẻ niềm vinh hạnh chung, để Ngài được ủi an, để được ban thêm cho những con cái dũng cảm này niềm tin mới cho một hoàn cảnh mới đầy thử thách và cam go. Nhưng đáng buồn thay, đoàn con cái thân yêu này chỉ biết hướng về người cha chung xa xôi với tất cả ngậm ngùi và luyến nhớ. Ngài phá tan lưới lòng chi thôi kiều ngạo. Toàn ngài ban
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc lucetus rei in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Kết thúc đại lễ phong thánh, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho tất cả giáo dân tham dự, mà con số ước lượng trên 30.000 người, gồm Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha và các giáo lữ từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng đã vẫy tay chào mừng giáo dân Việt Nam về tham dự đại lễ. Người cha chung của giáo hội đã tỏ rõ sự vui mừng của Ngài đối với con cái từ bốn phương trời tụ họp về đây hôm nay. Ngài hòa mình trong niềm vui chung, vì ngày hôm nay chính là ngày đánh dấu một biến cố lớn lao nhất của giáo hội Việt Nam, ngày mà lịch sử sẽ ghi lại những nét vàng son chói lọi cho muôn thế hệ soi chung. Người cha chung đã có dịp nhìn tận mắt những nụ cười hân hoan từ mỗi em bé, những khuôn mặt rạng rỡ từ các cụ già, và nghe tiếng nói mừng vui của các thanh niên thiếu nữ. Tất cả là một trời vui, tất cả là một vũ trụ hân hoan trong ngày lịch sử của giáo hội Việt Nam kiêu hùng. Chấm dứt lúc 11 giờ trưa cùng ngày. Mặc dù thánh lễ đã kết thúc, nhưng nỗi hân hoan và vui mừng vẫn còn trong lòng những tín hữu Công giáo. Một số đông còn ở lại để chào hỏi và chụp hình lưu niệm. Lúc 12 giờ trưa sau lễ phong thánh, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ lầu 4 để nguyện kinh truyền tin. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã ca tụng Đức Mẹ La Vang. La terra fecondata dal sangue dei 117 martiri appena canonizzati. Ci fermeremo a ricordare il santuario di La Vang, appartenente alla. Anh chị em thân mến, như thường lệ, hôm nay chúng ta đi viếng các đền thánh Đức Mẹ trên khắp thế giới. Cuộc hành hương này không thể không dừng lại tại Việt Nam, giải đất được thêm phỉ nhiêu nhờ máu của 117 vị tử đạo vừa được tôn lên bậc hiển thánh. Chúng ta dừng lại để tưởng nhớ đền thánh La Vang thuộc Tổng giáo phận Huế ở miền Trung Việt Nam. Tên gọi La Vang là do tên của một cánh rừng. Nơi đó có một nhà thờ, và tại đó thời xưa tín hữu thường đi kiếm củi. Việc phát sinh đền thánh này cũng nối liền với những thử thách mà các cộng đoàn đã phải chịu, vì vào năm 1798 các Kitô hữu đã chạy trốn tới đó để tránh cuộc bắt đạo của vua Cảnh Thịnh, mà cũng chẳng sợ hãi lo lắng gì tới nguy hiểm sẽ bị thú dữ cấu xé hoặc bị đói khát và bệnh tật. Các tín hữu này đã tập hợp chung quanh một cây để lần hạt và cầu xin ơn phụ giúp của Thiên Chúa. Truyền thuyết bình dân kể lại rằng Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra nhiều lần, tay bồng Chúa Giêsu hài đồng để khuyên họ kiên trì và bảo đảm ơn trợ giúp che chở. Khi hòa bình trở lại,
thì vào thời gian rất sớm, người ta đã thấy mọc lên một ngôi thánh đường nhỏ bằng gỗ, và nơi đây trở nên một trung tâm hành hương. Nhưng những cuộc bách hại mới và dữ dội hơn đã nhắm vào các tín hữu vào khoảng thế kỷ thứ 19. Lòng sùng kính Đức Mẹ là một trong những điểm quan hệ của đức tin, nơi các vị tử đạo, khi những vị này bị điệu ra pháp trường, thì người ta thường thấy các ngài mang tràng hạt ở cổ. Vào năm 1886, bình an trở lại, ngôi thánh đường nhỏ bằng gỗ kính Đức Mẹ La Vang đã bị những kẻ phát đạo đốt phá, được thay thế bằng ngôi thánh đường khang trang. Và vào năm 1901, ngôi thánh đường này được khánh thành cách trọng thể do cha Morino thuộc hội thừa Sai Pali có đông đảo kiến hữu tham dự. Để tỏ bày niềm hân hoan trong ngày lịch sử của giáo hội, một buổi văn nghệ liên hoan với chủ đề Đức tin và quê hương đã được tổ chức lúc 4 giờ chiều tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục. Trước khi khởi đầu chương trình văn nghệ, ca đoàn Tổng hợp Công giáo Việt Nam Hải ngoại hợp xướng bài Hò Non Nước của cố nhạc sư Hải Linh để mang hồn thiêng sông núi về với con cái Việt Nam lưu lạc hôm nay. Mở đầu phần nghi thức hướng về dân tộc, ca đoàn Tổng hợp Công giáo Việt Nam Hải ngoại đã hợp xướng bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Giải giang sơn gấm vóc, có núi cao sông dài, có biển cả bao la, có đồng lúa bát ngát phì nhiêu với lúa chín hai mùa. Từ bao la của biển cả, trong gấm vóc của núi sông, với anh linh của hồn dân tộc, miền đất hiền hòa này đã hun đúc cho lịch sử chúng tôi bao vị anh hùng lẫm liệt. Những Lê Lý Trần, những con yêu Việt Nam anh dũng đánh đông dẹp bắc hào kiệt này mà tên tuổi còn ghi khắc, là cả một quang vinh, là một kiêu hãnh của dòng giống Lạc Hồng. Dùng
bao lấp thầy muôn bóng huyền. Không lạy Chúa, cúi xin Chúa nghe chúng con than thở, cho lòng đau dịu bớt nỗi niềm đau. Xin Chúa ban ơn cứu độ cho các anh linh tử sĩ, những người đã hiến cuộc đời cho tự do. Dù mang vòng lửa hờn, xin Chúa che chở những con thuyền lênh đênh nơi biển cả, cho họ mau đến chốn bình yên. Đang thét gào, gió vang tiếng hờn cùng bình đao. Nguyện dòng sông đẫm máu, tâm thần nát không nào. Kính lạy Đức ông Philippe Trần Văn Hoài, đặc trách văn phòng Trung ương Tông đồ Mục vụ Việt Nam Hải ngoại, kiêm Chủ tịch Ủy ban Trung ương tổ chức lễ phong thánh, đã ngỏ lời chào mừng giáo đoàn Việt Nam. Hôm nay tôi muốn dài lời để cảm chào mừng và cảm ơn tất cả các đức cha, các đức ông, các linh mục, tuyên úy, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và tất cả toàn thể anh chị em hiện diện ở đây, cũng như không có thể hiện diện ở đây nhưng hiện diện bằng tâm trí. Tôi muốn nói lên, kể ra từng tên để cảm ơn vì bao nhiêu sự hợp tác, bao nhiêu thì giờ tất cả anh chị em đã để vào trong buổi chuẩn bị lễ ông thánh này. Tôi muốn kể tên từng nhạc sĩ, từng nhạc sư, từng ca sĩ, từng nghệ sĩ để cảm ơn, nhưng vì thì giờ không có, cho nên tôi chỉ xin tả một vài lời chào mừng để rồi anh chị em có thì giờ để thưởng thức trong một dịp ngàn năm một thuở những bài ca, những điệu vụ mà chúng ta có cơ hội ngồi lại đây để thưởng thức và tưởng nhớ lại màu sắc dân tộc, nghệ thuật dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vì thế tôi xin đổi trước và tôi xin sẽ rất vãn lời. Kính thưa tất cả, ngày trọng đại độc nhất của lịch sử giáo hội Việt Nam từ trước đến giờ chính là ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6 1988. Ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chính thức tuyên bố đức tin chính thống của Giáo hội Việt Nam được vinh quang, long trọng tuyên bố thành phần khởi hoàn của Giáo hội Việt Nam để chúng ta cũng như Giáo hội hoàn vũ tôn kính và noi gương. Và đó là ngày hôm nay. Hôm nay từ bốn phương trời, hơn 8.000 anh chị em chúng ta tề tụ nơi đây, trong đó có trên 200 con cháu các thánh tử đạo, để cùng chung một tâm tình, một trí ý để chúc tụng lòng nhân từ của Thiên Chúa và tôn vinh lòng dũng cảm anh hùng của tổ tiên chúng ta. Sau giây phút huy hoàng vinh quang sáng hôm nay, giờ đây trong đài thính đường giáo đô, trong bầu không khí đầm ấm quê hương, chúng ta quây quần bên nhau để sống lại một vài phút màu sắc văn hóa dân tộc qua dòng ca điệu vũ, qua tiếng đàn điệu nhạc của các nghệ sĩ con cháu tổ tiên Việt Nam. Làm như thế chúng ta muốn cho mọi người cùng ý thức rằng văn hóa dân tộc Việt Nam không thể xa lìa hoặc có hại đến lòng tin nơi Thiên Chúa. Trái lại, nó đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa là đứng toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ. Và vì thế, Ngài là nguồn gốc và là cứu cánh của mọi nền văn hóa dân tộc, nhất là văn hóa dân tộc Việt Nam. Vũ điệu Ngày Vinh Thắng do Đoàn Thiếu Nhi thuộc Trung tâm Mục vụ Đông Nam Á Portland, Oregon trình bày. Ngày Vinh Thắng.
mỗi xóm làng tàn tư là một bó đuốc trên áo hoàng, mỗi tiêu phong nhẹ là một tấm lòng đơn sơ tàn đang diễn tả khí phách của Trưng Nữ Vương, người đã làm bạc vía tên Xâm Lăng Tô Định qua màn độc vũ Trưng Trắc Trưng Nhị. Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, thưa mẹ, chúng con vẫn còn đây. Nữ danh ca Khánh Ly đang nói hộ tất cả niềm thương nỗi nhớ của chúng con dành cho mẹ. Xót xa nhiều phương Bắc cách phương Nam, một đàn con vội quên ơn mẹ nuôi dưỡng. Súng đạn thù tàn nát luống quê hương, mẹ lòng đau thương xót cánh lầm than. Xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam. À đêm qua ra đứng bờ ao trông ca ca lặng à, trông sao sao mờ. Nữ giáo sư đàn tranh Phương Oanh và ban đàn tranh từ Pháp Quốc đang trình diễn những bài dân ca mang đầy hồn dân tộc.
à ơi. Một danh ca công giáo nổi tiếng với rất nhiều công đức đóng góp cho nền thánh ca Việt Nam cũng có mặt trong buổi trình diễn hôm nay với bài mở đầu Tình ca nói về xứ của sông hơi núi ngự. Ai về là về núi ngự, ai về là về sông. Chương trình văn nghệ đã được tạm ngưng để giáo đoàn Việt Nam chuẩn bị đón chào Đức Thánh Cha. Và người cha chung của giáo hội đã đến giữa tiếng hát và tiếng vỗ tay vang dội của hơn 8.000 tín hữu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, một cộng đoàn đông đảo và gần đủ mọi thành phần xã hội đã được một vị giáo hoàng tiếp kiến. Mở đầu cuộc tiếp kiến này là lời chào mừng của Đức ông Philippe Trần Văn Hoài kính gửi lên Đức Thánh Cha. Kính lại Đức Thánh Cha, đối với giáo hội Việt Nam, niềm vinh dự đoàn con nam nữ được hào quang hiển thánh từ lâu chỉ là một giấc mơ. Con không tìm được ngôn từ nào để nói lên niềm vui mừng đang tràn ngập tâm hồn chúng con và toàn thể giáo hội trong xứ sở chúng con. Nỗi vui mừng này vừa vĩ đại vừa sâu thẳm, mặc dầu chưa được trọn vẹn vì vắng bóng Hội đồng Giám mục Việt Nam trong cơ hội này. C'est-à-dire depuis 148 ans et 121 ans. Chers frères et sœurs vietnamiens. Trong phần cuốn từ, Đức Thánh Cha nói: Au soir de cette journée si marquante pour les chrétiens du Vietnam, c'est dans la joie et l'émotion que je retrouve. Buổi chiều hôm nay thật ý nghĩa đối với những người công giáo Việt Nam. Tôi gặp anh chị em trong niềm vui mừng và xúc động. Phải, cùng với anh chị em, tôi ngưỡng mộ và cung kính các thánh tử đạo mà tôi được hân hạnh ghi vào sổ bộ các thánh của giáo hội Hoàn Vũ. Các vị giám mục, linh mục và giáo dân này là những người đã làm cho giáo hội được kiên cường trên quê hương của anh chị em trong niềm hiệp thông trọn hảo. Một em bé trong đoàn thiếu nhi đang trình bày lên Đức Thánh Cha ý nghĩa bài dâng hoa bằng tiếng Ba Lan.
Fetishme Mokadali, Chich Mokabuska, Kturom, Shred Vitkami Nashi Pajadovia, Uznali Zapanyo, Vietnamu. Oh, that's quite well. Yes, quite well. Here they are. Yes. Một lần nữa, các em thiếu nhi thuộc Trung tâm Mục vụ Đông Nam Á, Portland, Oregon, miền Tây Bắc Hoa Kỳ, lại được vinh dự tiến hoa lên Đức Mẹ, lần này với sự chứng kiến của Đức Thánh Cha. Trường sinh cho muôn thế hệ.
các con Việt Nam. Trước khi ban phép lành cho giáo đoàn Việt Nam hiện diện, Đức Thánh Cha đã nói những lời cầu chúc bằng tiếng Việt Nam. Cha Canon và Cha Chúc Lang Cho Chung Con. Sit Nomen Domini Benedictum. Et hoc nos quae in seculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Trước khi từ giã đoàn con cái Việt Nam, Đức Thánh Cha đã bước xuống đại thính đường, bắt tay thăm hỏi đoàn con cái lưu lạc của Ngài. Hơn ai hết, Đức Thánh Cha thấu hiểu tâm tư đoàn con biệt xứ này. Họ là những người luôn mang trong lòng một mối u uẩn vong quốc. Họ có mặt khắp năm châu, dấu chân lưu lạc của họ in cùng bốn phương trời. Họ đã từ giã quê mẹ ra đi, để lại phía sau lưng tất cả sự nghiệp của một đời tác tạo. Họ không phải đi để tìm một cuộc sống mới nơi thế trần, nhưng đi chính là để bảo vệ đức tin, để tiếp tục sứ mạng loan truyền tin mừng cứu độ. Cho nên, từ giã nơi chốn sinh thành, đoàn con cái Việt Nam chỉ có một hành trang mang theo, đó là niềm tin nơi Thiên Chúa. Hôm nay, đoàn con cái từ khắp bốn phương tụ tập nơi đây, trung tâm của tình thương, để chứng kiến ngày trọng đại nhất của lịch sử 400 năm đạo giáo. Đó là ngày vinh quang của Tổ Phụ Từ Đạo. Và cũng để được nhìn người cha chung, để được có giây phút chia sẻ hôm nay, giây phút gần bên cha, nói với cha một lời, nắm lấy tay cha một giây, tiếp nhận trực tiếp nơi cha một lời nói, cảm nhận nơi cha một nụ cười hiền hậu. Ôi, tình yêu thương của cha chung, người kế vị Thánh Phêrô ấm áp và mặn lòng biết bao. Trong suốt 30 phút đến từng hàng ghế, nắm lấy từng bàn tay của đoàn quân lưu lạc, người cha chung đã không để tắt nụ cười dù chỉ một giây. Nụ cười nhân ái đó, đầy tình yêu thương đó, khi nào có thể mở phai được trong ký ức của mỗi giáo dân Việt. Có nhiều người đã gục đầu vào bàn tay Đức Thánh Cha, khóc như chưa bao giờ được khóc. Họ cảm thấy như suốt đời họ sẽ không còn một lần thứ hai được trực diện Đức Thánh Cha như hôm nay. Và nước mắt họ tuôn tràn cũng chính vì niềm vui quá lớn lao mà họ vừa được tiếp nhận qua quang vinh của Cha Ơn Tử Đạo. Và niềm xúc cảm của họ bộc phát khi nghĩ đến những người thân, nghĩ đến bạn bè giờ đây đang xa cách họ ngàn trùng, không được hưởng niềm vĩnh phúc như họ hôm nay. Họ nghĩ đến giáo hội thân yêu đang gặp trăm ngàn những khó khăn, thử thách. Liền sau buổi văn nghệ mừng các thánh tử đạo, một buổi họp dành riêng cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh Việt Nam hải ngoại đã được tổ chức tại trường Đại học Urbaniana. Có khoảng 450 linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh đã đến tham dự buổi họp này. Theo linh mục Đinh Đức Đạo, giáo sư Đại học Giáo hoàng Urbaniana, thì hiện nay tại hải ngoại có gần 500 linh mục, 500 nam nữ tu sĩ và chúng sinh Việt Nam. Đây là một lực lượng cán bộ hùng hậu của giáo hội, có thể phục vụ đắc lực công việc tông đồ, không những chỉ cho giáo dân Việt Nam hải ngoại mà còn cho lợi ích thiêng liêng của các sắc dân khác trên thế giới. Chủ đích của buổi họp linh mục và nam nữ tu sĩ lần đầu tiên tại hải ngoại này là để siết chặt thêm mối liên lạc giữa hàng ngũ tu sĩ hải ngoại, đồng thời trao đổi quan điểm phục vụ qua tương quan giữa tu sĩ với giáo dân và giữa tu sĩ với tu sĩ. Buổi họp cũng có mục đích để các linh mục, tu sĩ nam nữ gặp lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm tông đồ mục vụ trên toàn bộ địa hạt hoạt động 27 quốc gia trên thế giới.
Trong buổi họp này, các đức ông Trần Văn Phương, Trần Văn Hoài và Trần Ngọc Thụ đã ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các linh mục, tu sĩ nam nữ và những chúng sinh đã về giáo đô dự lễ phong thánh. Sự hiện diện đông đảo này của các vị là một thành công lớn lao. Đức ông Trần Văn Phương đã nói lên lòng ưu ái của Đức Thánh Cha đối với dân tộc và giáo hội Việt Nam. Chính vì thế mà Ngài đã cho thành lập Văn phòng Trung ương Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại để chăn dắt đoàn con Việt Nam lưu lạc. Đức ông Trần Văn Hoài kêu gọi cộng đồng linh mục, tu sĩ, chúng sinh hải ngoại hãy trao đổi cho nhau những kinh nghiệm mục vụ, những ưu tư khắc khoải của cuộc sống hiện nay. Đức ông Trần Ngọc Thụ đã hướng về giáo hội Việt Nam quê mẹ bằng những lời đầy xúc cảm và hùng hồn. Đức ông Thụ nói, hôm nay là ngày vinh dự cho toàn thể giáo hội Việt Nam sau 455 năm sinh ra và lớn lên trong máu anh hùng. Nhân dịp này, Đức ông Thụ cũng cho biết ý nguyện của hàng giáo phẩm Việt Nam chuyển sang cho chúng ta là bằng mọi cách phải tiến hành cuộc phong thánh, vượt qua mọi trở ngại, mọi áp lực để đi đến thành công như hôm nay. Hơn 8.000 giáo dân Công giáo Việt Nam có mặt tại giáo đô La Mã trong dịp đại lễ phong thánh đã đến tham dự thánh lễ tạ ơn được tổ chức hồi 9 giờ sáng ngày 20 tháng 6 năm 1988 tại đền thờ Thánh Phêrô. Thánh lễ tạ ơn này đáng lẽ đã được Đức Hồng y Trịnh Văn Căn, người đứng đầu giáo hội Công giáo Việt Nam chủ tế, nhưng vị Hồng y Khả Kính đã không thể đến được. Vị chủ tế thánh lễ tạ ơn hôm nay là Đức Hồng y Cassaroli, quốc vụ khanh tòa thánh. Phụ tế thánh lễ là 6 vị giám mục tại tòa thánh, 280 linh mục Việt Nam. Phần thánh ca do ca đoàn tổng hợp Dũng Lạc phụ trách. Thánh lễ tạ ơn được cử hành ngay trên phần mộ của Thánh Phêrô, vị thủ lãnh đoàn tông đồ của Chúa, là một ý nghĩa vô cùng bao quát. Trước hết, trên phần mộ này, các con cái Việt Nam của Chúa dâng lời cảm ơn Chúa đã cho giáo hội Việt Nam 117 vị thánh. Tất cả các vị thánh này đã vì danh Chúa mà hy sinh mạng sống, cũng như Thánh Phêrô trước đây gần 2.000 năm đã lấy máu đào chứng minh đức tin. Thánh cả Phêrô là người mở đường và là một trong những vị thánh tử đạo tiên phong của giáo hội Chúa trên trần gian. 117 thánh tử đạo trong số gần 200.000 tín hữu Công giáo Việt Nam đã chết cho danh Chúa là những người bước chân theo Thánh Phêrô trên hành trình tiến về cõi vinh quang. Buổi lễ tạ ơn trên phần mộ Thánh Phêrô cũng mang ý nghĩa của một lời nguyện. Lời nguyện này trong cùng một thời gian, cùng một không gian và phát xuất từ cùng một trái tim của 8.000 con cái Chúa có mặt hôm nay. Đó là lời nguyện quyết noi theo gương Thánh Phêrô, noi gương các thánh tổ phụ tiền bối sẵn sàng chết cho danh Chúa để tiếp tục viết lên những trang sử quý giá bằng chính máu của mình. Trang sử nào cũng có giá, nhưng những trang sử được viết bằng máu cho đức tin thì vô giá. Thấu triệt tấm gương trung nghĩa của các vị thánh tử đạo Việt Nam, Đức Hồng y chủ tế đã hướng về cộng đoàn Công giáo Việt Nam với bài thuyết giảng rất xúc tích bằng pháp ngữ.
Ngài nêu cao tấm gương hy sinh của các thánh tử đạo và khuyến khích tín hữu Việt Nam hãy trung thành với Đức Kitô giữa lòng xã hội mà các tín hữu đang sống. Biến đổi trong đời ta, công danh tiền bạc giờ đây cũng như áng mây nổi, có đó rồi mất đó. Chúa đã dạy rằng lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Thế cho nên giờ còn được trông thấy nhau tay bắt mặt mừng ngay giữa trái tim giáo hội, còn nỗi vui nào hơn? Giờ lại gặp nhau chuyện trò, giây phút này cũng chính là giây phút sắp phải chia tay. Ai nấy đều xin Chúa chúc lành cho nhau. Tình thương yêu giữa những người Kitô hữu, lòng kính mến các thánh tử đạo đã khiến mọi người có được buổi trùng phùng, tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy ơn thánh. Ta chia tay nhau hôm nay ở La Mã, nhưng chúng ta sẽ hẹn nhau sớm có ngày về Việt Nam để cùng gặp lại vĩnh viễn nơi quê hương yêu dấu. Bạn là người thuộc địa phận Sài Gòn ư? Mình phải hẹn nhau đi lễ phục sinh ở Vương Cung Thánh Đường, hay nhà thờ Tân Định, hay nhà thờ Huyện Sĩ, hoặc nhà thờ Ba Chuông. Bạn người miền nào đấy nhỉ? Miền sông Hương núi Ngự đây à? Thế thì chúng ta phải có một tối dự chung lễ nửa đêm hay trong mùa phục sinh tại nhà thờ Phủ Cam của Kinh Thành Huế ngàn năm cổ kính mới được. Hỡi những người di tản hai lần trong nửa cuộc đời, hay chúng ta cùng trở về Thăng Long Thành, chốn ngàn năm vạn vật của xứ Bắc mến yêu, với ngôi giáo đường giữa lòng kinh đô cạnh trường Dũng Lạc, và hầu hết chúng ta cùng rủ nhau về thăm lại các ngôi giáo đường danh tiếng ở Phủ Lý, Phúc Nhạc, Phát Diệm, Bùi Chu hay Quần Phương Hạ. Vâng, dù chia tay nhưng chúng ta sẽ hẹn một ngày trở về đất mẹ, quyết phải có một ngày về. Xin Chúa ban phúc lành cho tâm hồn bạn, cho tâm hồn tất cả chúng ta được thánh thiện và cùng có một đời sống gia đình tốt lành hơn, để sưởi ấm lòng những kẻ ly hương trong đời biệt xứ lưu đày.